Bưu điện Washington, tờ báo lớn của nước Mỹ có trụ sở tại trung tâm thủ đô Washington DC đã đưa tin Quốc hội Việt Nam đã lựa chọn Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ cho nhiệm kỳ tới. Bài viết trên bưu điện Washington giới thiệu, tân Thủ tướng Phạm Minh Chính là người đã được cử giữ chức bí thư Quảng Ninh và đã có công đưa kinh tế của địa phương này phát triển thông qua những cải cách hành chính. Bài báo dẫn lời chuyên gia nhận định, việc ông Phạm Minh Chính được lựa chọn làm Thủ tướng Chính phủ thể hiện sự tiên tưởng rằng ông có khả năng tiếp tục duy trì sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Bình luận về tân chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bưu điện Washington cho rằng, trong thời gian giữ chức Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc đã đưa Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu và duy trì tăng trưởng kinh tế từ 7% trở lên tới tận năm ngoái khi cả thế giới bị tấn công bởi dịch COVID-19. Ngay cả trong năm COVID-2020, Việt Nam vẫn là một trong số ít quốc gia trên thế giới đạt mức tăng trưởng dương. Bài báo trích lời chuyên gia nhận định, Duy trì tăng trưởng kinh tế là một di sản của ông Nguyễn Xuân Phúc. Bưu điện Washington cũng đưa tin, Quốc hội Việt Nam trước đó đã bầu ông Vương Đình Huệ, một nhà kinh tế giàu kinh nghiệm vào vị trí chủ tịch quốc hội. Bloomberg, trang tin kinh tế hàng đầu, ngoài việc giới thiệu đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Việt Nam vừa mới được bầu chọn, còn phân tích các nhiệm vụ và thách thức kinh tế mà họ sẽ phải đương đầu trong nhiệm kỳ tới. Bài viết trên Bloomberg trích lời tân thủ tướng Phạm Minh Chính trước Quốc hội, nhấn mạnh rằng chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục các cải cách kinh tế, phát triển nền kinh tế số và tập trung giải quyết các khó khăn cho các ngành công nghiệp và các ngành kinh tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam sẽ tích cực hội nhập với cộng đồng quốc tế trong khi kiên quyết và kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Bloomberg cho biết Đảng Cộng sản Việt Nam trong kế hoạch 5 năm tới tiếp tục duy trì chế độ xã hội chủ nghĩa với định hướng thị trường. Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế trung bình từ 6,5% đến 7% trong giai đoạn 2021-2025, thu nhập bình quân đầu người tăng lên mức 4.700 đô la tới 5.000 đô la vào năm 2025. Từ chung, báo chí truyền thông Mỹ ngoài đưa tin còn đánh giá, bề dày kinh nghiệm sẽ giúp đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Việt Nam lãnh đạo điều hành đưa đất nước phát triển trong những năm tiếp theo trường sơn phóng viên truyền hình việt nam từ thủ đô washington dc mỹ